Sáng nay, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tình hình thực hiện kết luận số 21 và kế hoạch số 45. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Biến và các sở ngành liên quan. Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy đã nghe đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố báo cáo kết quả hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong năm 2021 về triển khai thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và kế hoạch số 45 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 21. Thời gian qua, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên, tạo nên khối nhất trí cao và mang lại hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội. Đặc biệt là lãnh đạo chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, định kỳ hàng tháng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các nội dung, hình thức, phong phú đa dạng về nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với kết quả 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều mô hình hay, gương điển hình đã trở thành điểm sáng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Thông tin chi tiết về buổi làm việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin thời sự tối nay.